là ổ khóa thì khóa những người ngay chứ không khóa người gian. Từ thiện thì cho người tốt làm, người xấu làm cũng được nè. Người ta làm xong người ta sao kê lên này nè, có cần bà Hằng kêu đâu, thấy không? Nó các bạn thấy rõ ràng là trong cái câu chuyện này rõ ràng là có nhiều vấn đề khuất mắc khuất tức mà cả hai bên phải nói cho khán giả nghe. Tại sao cái gì có, tại sao có những khó khăn như như vậy, có gì đâu khó khăn. Tại sao chúng ta làm chúng ta không minh bạch rồi để cho người khác lên tiếng là chúng ta biết minh bạch? Tại sao chúng ta bật khóc? Chúng ta làm đúng, chúng ta làm sai đâu mà khóc? Ngại gì? Chúng ta lên thẳng Đại Nam, chúng ta vào đó tay bắt mặt mừng với bà Hằng, chúng ta bảo rằng là chị nghi quan cho em rồi, em làm không có về từ tâm thôi chứ em không có nghĩ gì cả đó. Thì đây là bản sao kê nè, chị lên đi đính chính cho em đi, đâu cần phải tránh mặt với nhau, hằn học với nhau như vậy. Hoặc mời bà Hằng xuống Kiên Giang Rạch Giá cho ban bún cá Kiên Giang rồi rồi tâm sự rồi lòi chim biển với bả, đúng không? Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề trong mạng xã hội này chứ không cần thiết phải thư ra ngoài tòa. Mà thôi đi, vấn đề này đã kéo dài hơn 2 năm rồi, tính ngày cũng phải kết thúc mà thôi. Có thể trên cái khía cạnh bà Hằng bắt em Tiên sao kê như vậy là bà Hằng sai, nhưng trên cái khía cạnh khác về những cái người YouTuber khác là chửi bà Hằng, có thể bà Hằng đúng, bà Hằng đã đúng một trường hợp rồi đó nha. Xin chào chị Tiểu Đồng Tà Korea. Bà Hằng đã đúng một trường hợp, đó là cái sự việc mà luật sư nhà báo Hằng Ni đã bị khởi tố bắt tạm giam. Không không phải 100% bà Hằng sai hết đâu nha mọi người, mọi nhớ điều đó. Và tôi nói các bạn, bây giờ tôi không còn tin tưởng ai nữa hết các bạn. Cái vấn đề hôm cái hôm mà bà Hằng bảo rằng là anh Linh 14 á, anh Linh 14 á, ảnh còn để tiền trong tài khoản, ảnh không chịu giải ngân, tôi chửi thề liền mà các bạn không có nghe đâu. Tôi chửi thề liền, tôi chửi thề rất là tục tiểu, đàn ông con trai chửi thề rất là tục tiểu. Tôi nói bà này hết hết hiểu nổi bà này rồi, tại sao bà này lại lại nói đụng chạm với những cái người mà cái đa cái đề như vậy. Người ta không lẽ người ta bỏ cái sự nghiệp 30 năm của người ta ra để mà người ta làm những đề tầm bậy tầm bạ như vậy. Nhưng mà thực tế trời rất là phũ phàng. Từ đó đến sau thì mở mi không còn hot nữa và tôi đã tạo nghiệp trong cái giây lúc đó. Do đó bây giờ tôi gán làm những gì đó và tôi trả nghiệp lại cho bà Hằng. Rõ ràng là trong video đó tôi chửi thề ra tiếng các bạn, tôi chửi thề ra tiếng luôn các bạn. Hên là bữa đó tôi không có nhậu, tôi vô nhậu chắc cái tôi lên live stream cái chết luôn. Rõ ràng là tôi chửi thề, tôi nói cái bà này ghét cái bà ăn đằng sống nói đằng gió. Người ta là một cái người nghệ sĩ từ hải ngoại đi về, người ta là một người rất có đạo đức, người ta rất là tốt, mà tại sao mà nói người ta ăn mà không giải ngân thế nào thế này thế kia. Trời ơi bà không ra gì, tự nhiên bữa sau lọt thọt ông cố kia, ông Linh 14 lên ông xin lỗi mọi người, ông nói chưa tôi chưa giải ngân. Trời tôi té ngửa ơi ơi, mà lúc đó là tới Covid luôn rồi chứ không còn tới lúc đó là nó qua cái mùa qua cái mùa giống như nó qua cái mùa nước nổi luôn rồi các bạn, nó qua cái mùa bão lụt luôn rồi, nó qua cái mình Covid luôn rồi. Nhưng mà với cái số tiền đó thì làm từ thiện miền Trung cho đó là bắt buộc phải mua mà mua áo áo gió mà áo lạnh mà nó nóng hết hồn đó. Thì các bạn thấy là các bạn còn tin tưởng vào vấn đề này không? Không phải hiển nhiên mà người ta lên trên mạng người ta nói chuyện mà người ta không có chứng cứ nha các bạn. Đó thì ra tòa đừng có tưởng im im lặng lặng như vậy mà ngon nghe. Rõ ràng là bà Hằng nói đúng, bà Hằng không nói sai. Bà Hằng nói đúng, tại sao bà Hằng bị kết tội, tại sao mà nói bà Hằng bị xúc phạm. Tôi thấy vấn đề này hình như là hơi bị thiệt thòi đó nha. Trời cho không thấy trời lấy thì không hay, tôi nói các bạn nghe là như vậy. Trời cho không thấy trời lấy không hay. Có thể bà Hằng thua trong cái vụ kiện mà lên trên mạng mắng chửi người khác một cách vô cớ, nhưng bà Hằng thắng trong cái vụ việc khác. Làm sao chúng ta biết được? Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao là thông báo với mọi người là cái video clip mà bảo rằng bỏ mấy trăm tỷ ra để mướn luật sư, video clip đó là không còn tồn tại trên mạng xã hội nha các bạn. Tôi nghi rồi, bởi vì tôi nói nghi rồi. Thông tin mật như vậy ai mà nói ra rồi sao đối thủ tao biết, người ta sợ làm sao? Trời ơi, nhầm khi tôi không biết nói làm sao các bạn. Tôi vẫn tin tưởng vào ca sĩ, tôi vẫn tin tưởng vào những cái người mà cống hiến cho cộng đồng mạng. Nhưng mà cống hiến kiểu này thì mất mặt quá. Tôi thật câu vậy đó.
Có thể chúng ta nhịn ăn, chúng ta có thể nhịn xem phim, chúng ta có thể là nhịn xem ca nhạc một tháng hai tháng, tao không sao cả. Nhưng chúng ta nhịn ăn nhịn uống một ngày hai ngày để chúng ta đứt bóng các bạn. Do đó cái vấn đề giải ngân là phải giải liền, đừng có nói bảo giải trong cái lúc ngặt chứ không phải là giải trong cái lúc nghèo nha. Trời ơi, lúc ngặt người ta cần dữ lắm luôn chứ còn lúc nghèo ta cần gì. Bởi vì tôi thường nói một cái câu đó là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khi mà đói cho người ta ăn lót bụng người ta rất là quý, còn khi mà người ta no đủ rồi cho để làm gì? Giống như thưởng thưởng nóng là thưởng tại chỗ. Ví dụ như có một anh công an bắt dính người ăn cướp thì lập tức bữa trước bữa sau là được thưởng liền, để cho năm sau mới thưởng. Giống như các bạn đang khát nước, tôi cho các bạn uống một chai nước lạnh, các bạn tu vô cái bạn sướng không? À, còn tự nhiên cái để 3-4 ngày, 5-7 ngày rồi còn sướng cái gì nữa. Bởi vì tôi nói giải là giải liền. Chúng ta nhận một cái gì đó của người khác thì chúng ta phải làm, là làm cho tốt. Còn chúng ta trước khi chúng ta làm chúng ta suy nghĩ y. Chúng ta mua đồ xịn quá, tôi ví dụ thôi. Tôi ví dụ như cái người đó mua mì gói, mà mì cái dạng mà mì trần á thì nó rẻ, đúng không? Mì trần để mà chúng ta trụng chúng ta ăn hủ tiếu á thì nó rẻ, nhưng mà mì gói á, mà nó có bột nêm này kia đâu thì nó mắc. Ví dụ như người ta tặng một đống gì đó thì nó khác nhau hoàn toàn, đúng không các bạn? Tôi ví dụ như vậy thôi. Hoặc là chúng ta tặng nước tương nước mắm của hãng này thì nó khác, hãng kia thì nó khác. Do đó là chúng ta sợ người ta nói chúng ta, trời ơi thằng quỷ full game nó làm cái gì mà người ta mua cái ổ bánh mì có 10.000 nó mua 15, không có đâu à. Bánh mì của tôi là bánh mì ngọc nữ đồng trinh người ta còn làm, còn bánh mì kia là được cựa làm sao giống nhau được. Do đó tôi phải sao kê ra, tôi sẽ sao kê cho mỗi bánh mì tôi gồm bao nhiêu, gồm chả lụa, gồm pate, gồm thịt nguội, gồm chả, gồm nem, ví dụ vậy. Còn bên kia người ta chỉ có thịt khìa thôi, không có cái gì cả, thì 10.000 với 15.000 nó khác nhau hoàn toàn. Do đó chúng ta làm từ thiện chúng ta phải bắt buộc sao kê, đúng không? Anh đều mua một ổ bánh mì giống tôi, nhưng mà ổ mì tôi 15.000, ổ mì có 10.000 à, người ta sẽ nói tôi kê lên 100.000, nhưng không phải. Cái so sánh đi, đúng không? Người ta mua cái mền 100.000, tôi mua cái mền 150, cái mền tôi dày gấp đôi cái mền đó, cái mền của tôi bự gấp đôi cái mền đó, làm sao mà biết được, đúng không? Do đó chúng ta phải sao kê ra để cho người ta biết. Vẫn là một cái món đồ đó, vẫn là chai nước đó, nhưng mà cái chai nước của tôi là chai nước made in Thái Lan, còn chai nước của các bạn là made in Lào, có ví dụ gì? Thì từ cái chỗ đó là cái người ngay, cái người thẳng người ta sẽ làm vấn đề này liền. Người ta sợ miệng đời dị nghị, người ta suy nghĩ ra y. Tự nhiên á, người ta cho 100 phần có 1 triệu, tôi cho 100 phần 1.500.000. Tại sao vậy? Đồ của tôi chất lượng hơn, đồ của tôi nấu ở nhà chứ không phải là đồ của chúng tôi mua ở ngoài, đúng không? Rồi tôi ăn xong tôi thử xong rồi tôi mới cho người khác, ví dụ như vậy thì nó mắc hơn là chuyện bình thường. Giống như tô bún các bạn nấu ở nhà làm sao mà nó được 20.000, trong khi tô bún các bạn mua ở ngoài đường nó 20.000. Tại sao vậy? Người ta nấu số lượng nhiều, người ta mua, người ta nấu là 200-300 tô, người ta mua, ví dụ người ta mua 5 kg xương người ta hầm ninh trong đó thì người ta bán 200 tô thì nó ngợi hơn. Còn mình ở nhà mình đâu có dám mua nhiêu xương đó, mình mua nhiêu xương đó ngon như người ta thì tiền nó mắc hơn, đúng chưa? Nó thì do đó là khi chúng ta làm từ thiện chúng ta phải minh bạch cho người biết rằng tôi mua cái mền đó, cái gói đó, cái mùng đó nó giá trị hơn là cái chỗ khác, hay là cái chỗ đó lúc tôi mua nó mắc quá đó, thì sao kê cho mọi người ra coi có gì đâu. Tại sao anh Lý Hải anh sao kê được cái 216 trang nè, bây giờ vẫn còn nằm trên cái kênh của ảnh nè, biết bao nhiêu nè. Tại sao chúng ta làm không được? Nói chúng ta khóc, chúng ta dễ tử đó. Bây giờ nè, các bạn vào cái kênh của anh Lý Hải nè, các bạn thấy đâu nè, ai có ai mà chửi anh được một cái lời nào không? Tại sao qua cái người đồng hương của tôi, là người đồng hương của tôi bị người ta nói nhiều khi buồn chỉ suy nghĩ trong lòng mình bỏ trong lòng mình thôi, chứ mình nói ra chúng ghét thêm. Thực tế là như vậy, giống như trường hợp bà Hằng cho người ta oxy đã và bị mấy người đó chửi lại trừ, các bạn thấy đau đớn không? Các bạn cầm một cái món tiền nào đó các bạn cho người khác, hoặc các bạn cho cái người đó, rồi sau cái người đó không biết ơn, các người đó chửi ngược lại, mày ngu mà cho tao làm chi, rồi các bạn cảm thấy thế nào, trong lòng các bạn cảm thấy thế nào? Thì tôi nhiều khi tôi lẳng lặng, tôi chết lặng một chỗ thôi chứ tôi không biết nói làm sao nữa các bạn. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn nghĩ làm một ngày hai ngày các bạn có thể là các bạn mất việc làm, các bạn có thể là ảnh hưởng gia đình, nhưng các bạn nghĩ xem video clip của Full Game, các bạn nghĩ nghe nhạc không sao cả các bạn. Đó, em cũng nói anh mình lên rồi đó, cái ổ khóa là khóa người ngay không khóa người gian. Sao kê, sao cái vấn đề làm từ thiện cũng vậy,
Từ thiện là dành cho cái người ngay thẳng người ta làm, cái người có đạo đức người ta làm, thậm chí người ta còn bỏ tiền thêm trong túi ra để người ta trao cho nó tròn nữa, để người ta có cái mục đích là giúp đỡ người khác. Trong lòng người ta đã muốn giúp đỡ người khác rồi thì làm cách nào người ta cũng giúp đỡ người khác. Còn trong lòng chúng ta đã có thể tham sân si trong đó rồi, làm cách nào chúng ta cũng phải tham sân si trong đó mà thôi, đúng không? Trời ơi, tôi nói các bạn, tiền muôn bạc dạng, nằm xuống cái mét 2 hay mét 4, ai hơn ai, đúng không? Ai hơn ai, 1 mét 2 hay mét 4, ai hơn ai? Tôi nói các bạn, giống như tôi cũng nói với mấy người mà cân cá cân thịt ngoài chợ ngoài đó, tôi nói một lần một mấy chị đó sợ luôn. Cái con dịch chút xíu à, mình dòm sơ qua mình biết, mà đi làm mình biết con dịch nó có 1,2 kg à, hoặc 1,3 kg các bạn à, mà bán cho tôi bảo là 1,6 kg, trong khi hồi nãy tôi mới lợi coi có con dịch kia 1,6 kg từ chà bá đó. Thì tôi nói chị ơi, chị bán rẻ thì có đồng ý, nhưng mà con dịch này không phải 1,2 kg đâu. Nghĩ là đặt lên nói mình nói gì chứ không để tôi ăn ăn gian. Tôi nói chị nghe, bình chị bình tĩnh, chị cứ ăn gian tôi 5.000 10.000 đó là chuyện của chị. Chị đem cái tiền ăn gian nó về cho nuôi cả gia đình, đó là chị rất là có đạo đức. Nhưng cái nghiệp đền cánh một mình chị, tại vì chị gian dối với tôi, tiền gian dối đó chị đem về cho gia đình chị ăn, nhưng những người đó không có bị tội nhé, chỉ có một mình chị bị tội mà thôi. Do đó chị thấy cái việc hy sinh của chị như vậy đúng là sai. Từ đó anh sao hết dám luôn, hết dám luôn. Gạt ai gạt được một lần thôi, nhưng mà tôi đã nói như vậy đó. Chị ơi, chị bán chị ăn gian người ta, chị lấy tiền nó về chị nuôi gia đình chị là cái chuyện của chị, nhưng gia đình chị không có tội đâu nha, chỉ một mình chị gánh tội thôi đó. Từ đó anh sao hết dám luôn. Thôi, tôi nghĩ là tôi làm gì tôi bị tội, nhà tôi không có tội thôi, tôi sợ. Đó các bạn thấy đó, tôi chỉ khuyên người ta như vậy thôi. Người ta nghe thì người ta thích, người ta thương mình. Người ta không nghe, cảm thấy cái lời đó chướng tai quá, người ta không nghe, người ta ghét. Ghét là chuyện của chị, nhưng mà tôi nói như vậy đó. Chị ăn gian người ta, chị tội đó. Còn cái người nhà chị đâu có tội, người ta biết cái gì mà tội, đúng không? Đó, tôi nói các bạn á, những người mà phụ nữ tội nghiệp các bạn. Gán như thế này, thế kia, thế nọ về nuôi gia đình mà một mình tội, bị tội mà đi làm chi? Tôi đi chợ không bây giờ tôi trả giá mà tôi ngu. Tôi thấy cái giá đó hợp lý vừa phải là tôi mua, để đem lại sự nụ cười cho người khác. Chúng ta trả cái gì đâu trả quá trời. Ví dụ như một ký con gà đi 100.000, trả 50 chắc nghi chắc ăn dao luôn quá đó. Thì chúng ta thôi, cái gà này chỉ lựa gà nào con ngon thôi chút đi, là đó đúng giá tôi mua hoài. Là gì, không phải là tôi ngu, không phải tôi khờ, nhưng mà tôi cũng muốn đem lại một cái niềm vui cho cái người buôn bán các bạn. Đừng có quơ đũa cá nắm người này thế này người kia. Đa số những người bán cho tôi các bạn rất là vui các bạn, tôi thật rất là vui. Thậm chí tôi bo cho họ nữa. Ví dụ 125.000 tôi cho 130 luôn. Đó, bình thường, lâu lâu đi ra chợ lần. Để cho người ta có cái niềm vui, không phải là mình ngu có lẽ mình khờ, hay là mình là cái người chơi sang thế nào đó, người ta khổ hơn mình. Đúng không? Mình đành đoạn, giống như người ta nói đó, đi mua hộp dịch trả giá từng chứng dịch mà đi vô vũ trường thì bo mấy trăm ngàn. Các bạn thấy qua được cái cuộc đời nó nhiều khi mình suy nghĩ, nhiều khi mình không biết nói làm sao nữa. Bây giờ đó là trở lại cái câu chuyện mà nên của bà Hằng. Bà bị cái nghiệp quá nặng, cái nghiệp quá nặng mà không biết từ kiếp nào đó nó dồn tới kiếp này thì bà phải chịu thôi các bạn. Nói chuyện với nhau trên mạng xã hội mà bị ở tù hơn một năm mấy. Các bạn thấy không? Đã vậy khi ở tù rồi còn người ta còn chưa buông tha cho họ. Những YouTuber lên trên mạng chửi mắng người ta tùm lum tùm la hết. Nói thì tôi nói các bạn á, bà Hằng đã bị tạm giam là coi như bà phải trả giá cho hành động bà mắng chửi người khác. Thì thôi thì chúng ta buông cái sự giận dỗi của ta ở cái chị đó đây, không ta không chịu. Đó thì tôi nói rằng một số người, những người nghệ sĩ mà không chịu bỏ xuống thì sau này cái nghiệp họ tự gánh. Bà Hằng, tôi nói các bạn á, bà Hằng bán hết khu Đại Nam này kia nữa, người ta sống ba đời ba kiếp người ta còn chưa hết tiền. Còn bản thân những người ca sĩ mà đụng với bà rồi, bà tìm mọi cách bà triệt hạ, tôi bắt nghĩ các bạn hơn không? Tôi nói vì tâm từ như vậy, các bạn tự các bạn suy nghĩ. Tôi nói các bạn quan tương báo không bao giờ chấm dứt được đâu. Còn vấn đề mà chúng ta làm rõ mọi chuyện, ok, lên trên mạng xã hội anh nói chuyện tầm bậy, tôi lợi tới nhà anh tôi hỏi đó. Nhưng mà các bạn thấy là rõ ràng khi bà Hằng lợi những cái nhà đó, người ta không dám ra, người ta không dám gặp mặt. Tuy nhiên vấn đề đó là vấn đề vi phạm pháp luật. Một mình bà Hằng đi thì được, đừng cho những YouTuber khác đi theo. Còn những YouTuber đi khác theo gây một cái hiệu ứng nó không tốt, không đảm bảo an ninh cho xã hội, thì cái việc làm đó là vi phạm pháp luật đó các bạn.
Nhưng mà Hằng rất khôn ngoan các bạn. Cái hôm bà Hằng bảo rằng xuống thiền ngam, các bạn thấy bà Hằng có xuống không? Có, nhưng mà không vô. À, thấy đông quá không vô, chỉ là một cái, chỉ là một cái mà một cái màn dạo đầu thử xem khán giả thiền ngam có còn ủng hộ thiền ngam không. Rõ ràng là họ đã quay lưng từ lâu rồi. Chỉ có những người trục lợi cơ hội và thiền ngam, kiếm sống về thiền ngam thì họ mới đứng ra bảo vệ thiền ngam thôi. Các bạn thấy là rõ ràng có ai đứng ra dỗ ngực tên tôi là khán giả thiền ngam, thiền ngam là sự thật, tôi bảo vệ không? Chỉ có những cái người mà ngay thẳng người ta mới bảo vệ sự ngay thẳng thôi chứ ai dám. Cho thấy hôm bà Hằng xuống. À ok. À, xin lỗi mọi người, nãy giờ đi Long Tà có điện thoại nên không chào hỏi mọi người được. Ok. À, chị đi Long Tà lên livestream đi chị. Em cũng xuống buổi livestream này rồi, bên livestream hơi dài. Livestream hơi dài thì tôi đã nói mọi người rồi, tự nhiên bây giờ báo kêu thẳng tên từng ca sĩ, kêu thẳng tên từng YouTuber, đưa thẳng mặt lên lên như vậy luôn là có vấn đề rồi đấy. Giống như trong cái trường hợp cái bản tin ngày hôm nay, em tự nhiên YouTuber em Quỳnh Như đúng không? Kênh lang thang đường phố đúng không? Tự nhiên đưa cái hình lên như vậy thì các bạn thấy là rõ ràng là có vấn đề rồi. Đúng không? Tự nhiên cái làm gì tự nhiên đưa hình ta lên. Đó thì tôi nói các bạn á, bây giờ á là gió đã đổi chiều rồi và hình như là trong tay của những người tờ báo này đã có được những cái gì đó mà chúng ta không có. À, đã có được những cái gì đó mà chúng ta không có thì thôi thì chúng ta sẽ chờ đợi về những cái sự việc tiếp theo trong câu chuyện bà Hằng các bạn nhé. Thôi thì một lần nữa tôi xin cảm ơn, tổng chào tất cả mọi người đây nè. Báo pháp luật đưa cái mặt em Quỳnh Như vô đây nè, như vậy họ sai hay đúng? Bây giờ em này chưa có bị gì cả mà tự nhiên đưa cái hình em này lên, như vậy là em này có giấu không? Em này có bị công an phạt hay gì chưa mà tự nhiên đưa hình ta lên vậy? Trời ơi, tự nhiên Funem Mobile mà bị báo pháp luật đưa hình lên này chứ khóc cả dòng sông các bạn. À, chắc khóc cả dòng sông luôn, tôi làm gì mà đưa tên tôi? Tôi rõ ràng là những người này đã có vấn đề. À, những cái người này đã có vấn đề, những YouTuber này đã bị một cái gì đó nhưng mà họ không nói với chúng ta nghe thôi. Đúng không? Anh đã hiểu rồi, anh biết. Tự nhiên hình ta lên vậy. À, tự nhiên đưa hình ta lên vậy mắc cỡ sao không đưa hình full game đẹp trai gì không đưa, không đưa lên các bạn đó, thấy không bạn coi ra không đó. Ok thấy chưa, thấy Quỳnh Như, em Quỳnh Như lên trên kênh này nè các bạn thấy không đó. Trời ơi bỏ tay thôi thì tôi xin kết thúc buổi livestream tại đây. Buổi livestream này sẽ đưa ra làm hai một tập thôi, phát lại vào ngày mai, các bạn nhớ vào ủng hộ mình nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tổng chào mọi nhà, chúc mọi nhà cả nhà vui vẻ máp cho hạnh phúc, bye bye. Tôi xin nhường cái buổi livestream lại cho chị cuộc sống xa quê, các bạn qua đó các bạn ủng hộ chị cuộc sống xa quê nha các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tổng chào mọi người. Mọi người ủng hộ cuộc sống xa quê đi để bốc thăm trúng thưởng được những cái đồ mà chị bụng này, cái các bạn thấy không? Nè các bạn thấy mặt con láng lứt không? Láng còn hơn cái gì nữa là do lo sự tài trợ của chị cuộc sống xa quê này các bạn. Bữa nay phản quảng cáo cho chị nha các bạn. Đó. Đó, đây là quà tặng từ phương xa nè các bạn. Ok, các bạn thấy mặt của lắng lứt không? Đó, là giờ xích những cái này nè. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye.